Bình Ngân xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi góc nhìn cuộc sống qua nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Mekwi Inspiration. Các bạn thân mến, có lẽ phải rất là lâu rồi thì góc nhìn cuộc sống qua nhân số học mới được tái ngộ tất cả quý vị và các bạn. Nó tương thích với một cái khoảng thời gian quá dài, khoảng tầm 3 đến 4 tháng mà Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nói riêng cũng như là rất nhiều các tỉnh thành phía Nam và cả nước đang bước vào trong một cái cuộc mà có lẽ là một cái thời gian giãn cách xã hội dài chưa từng có ở trong lịch sử, đồng hành cùng với những cái biến động từ các bạn sứ giả từ vũ trụ gửi đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta từ trước đến nay. Và chính vì vậy mà rất là nhiều các cái kế hoạch ghi hình với ekip rồi đội nhóm đầy đủ chuyên nghiệp như là trước đây đã từng thì đều bị án binh bất động hết. Và Quỳnh Hương cũng như là ekip nhà Mekwi thì nghĩ rằng tất cả những cái kỹ thuật nếu có nó chỉ là phương tiện mà thôi, chứ còn cái chính yếu vẫn là những cái câu chuyện và những cái thông điệp, để qua đó tất cả chúng ta vẫn giữ được cái sự kết nối với nhau, qua đó chúng ta vẫn giữ một cái niềm tin rằng cho dù bất kể ai có một cái ngày sinh xấu đẹp như thế nào trong cái nhìn ban đầu, thì sau đó chỉ thông qua cái việc mà thấu hiểu chính mình thông qua cái các cái lát cắt về nhân số học, thì qua đó chúng ta điều chỉnh cái góc nhìn, rồi điều chỉnh cách sống, điều chỉnh cách sinh hoạt, và đặc biệt là chúng ta sẽ biết sửa mình và tập những cái thói quen sống mới, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà cho đến ngày hôm nay thì Quỳnh Hương cũng như là team Mekwi đang đưa các bạn đến với góc nhìn cuộc sống và nhân số học qua một cái giao diện rất là mới lạ, phải không ạ? Bởi vì đây chính là cái khung hình Zoom mà Quỳnh Hương vẫn đang online cùng với các lớp quản trị cuộc sống và nhân số học suốt mấy tháng vừa qua. Và có thể là chất lượng hình ảnh thì nó phải không có được đẹp như là quý vị vẫn nhìn thấy trong các số trước đây đâu. Tuy nhiên, Quỳnh Hương tin rằng nếu như suốt những tháng vừa qua Quỳnh Hương và team Mekwi vẫn kết nối không ngừng và bên cạnh đó cũng nở hoa không ngừng với lại rất là đông tất cả các anh chị học viên qua các cái khóa quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mekwi thông qua màn hình Zoom nhỏ bé này, thì ngày hôm nay và dài về sau nữa khi cần thì những màn hình Zoom này vẫn sẽ là một cái phương tiện tuyệt vời để cho tụi mình tiếp tục gửi đến cho các bạn những cái câu chuyện thật là lay động, thật là tràn đầy cảm hứng về sống tốt, sống đẹp thông qua các số phát sóng của Góc nhìn cuộc sống và nhân số học, quý vị và các bạn hen. Cái câu chuyện mà Quỳnh Hương cũng như là các anh em trong ekip Mekwi Team ngày hôm nay muốn gửi đến cho nhà mình đó chính là một câu chuyện từ một cô gái trẻ. Cô sinh năm 1998, có nghĩa là thời điểm này cô mới có 22, 23 tuổi thôi. Tuy nhiên, những gì mà cô đang trải qua thì thật là đáng cho chúng ta có thể chia sẻ được. Bởi vì cái dòng ghi vắn tắt của cô ấy khi mà điền vào trong cái form đăng ký đầu vào của cái lớp cấp độ 1, trước khi cô ấy vào học cái lớp cấp độ 1 của quản trị cuộc sống và nhân số học, đó chính là cuộc sống hôn nhân và gia đình có những lúc áp lực và cảm thấy bị stress. Như vậy thì khi chúng ta đã hiểu rằng với một cô gái mà mới tuổi đời có 23, 22, 23 tuổi như vậy mà đã có gia đình riêng rồi và đã bị áp lực rồi bị stress thì có vẻ như nó hơi có một cái gì đó quá sớm, phải không ạ? Bởi vì cái tuổi đó thì người ta lại còn nhiều bạn chưa học xong, rồi nhiều bạn còn đang đi tới với những cái gần như là ước mơ hoài bão của cuộc đời mình, vân vân. Vậy thì chính vì những cái điều này mà đọc được những cái dòng chia sẻ của cô trong cái bài viết cuối khóa thì mới càng cảm nhận được là cô gái này đã thay đổi cái góc nhìn của mình nhiều như thế nào chỉ sau một cái khóa học ngắn ngủi là trong vòng khoảng một tháng thôi ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chia sẻ của cô. Em ấy nói rằng là: con chào cô Quỳnh Hương và team nhà Mekwi. Con ngồi đây viết những dòng này khi con đã hoàn thành xong khóa cấp độ 1. Nó đã giúp con gỡ rối được tất cả những gì trong con người của con suốt thời gian qua mà con tưởng chừng như là mình không bao giờ có thể thoát ra khỏi được. Con sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, và đến năm con lên 7 tuổi thì bố mẹ con ly hôn. Con ở với mẹ, còn em trai con thì ở với bố. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn cho nên con được gửi ở nhà ông bà ngoại, còn mẹ con thì đi làm rồi được cơ quan cử đi học 4 năm. Và vì vậy ông bà chính là bố mẹ thứ hai của con.
Mọi kỷ niệm của con hầu như chỉ có ông bà là người sát cánh kề bên dạy dỗ cho con những năm tháng tuổi thơ ấy. Còn em trai của con sau khi bố mẹ ly hôn thì em ấy lúc bấy giờ mới có 3 tuổi đã phải xa mẹ về quê ở với ông bà nội. Cả tuổi thơ của em trai con thiếu thốn cả tình cảm, tinh thần lẫn vật chất. Vì bố đi bộ đội ở xa nên ông bà nội nuôi em trai một thời gian. Hoàn cảnh khó khăn nên em trai lại sang ở với bác anh trai của bố, rồi lại đưa em sang cô em của bố, rồi lại quay về với ông bà nội, cứ một vòng lẩn quẩn mãi như vậy. Một năm con về thăm em khoảng 1 đến 2 lần. Mỗi lần xin bố cho em được về nhà ông hoặc bà ngoại chơi vài ngày thì lập tức bố lại bác bỏ và không bao giờ được chấp nhận lời đề nghị, hay nói đúng hơn là cái lời cầu xin ấy. Hai chị em lại ôm nhau khóc, khóc rất nhiều, khóc vì thương, vì nhớ, vì phải chia ly. Chỉ nhìn em thôi, không hiểu sao nước mắt con cứ lăn dài, không thể nhìn. Em của con thật là đáng thương. Nói tới đây thì Quỳnh lại nhớ tới rất là nhiều những cái câu chuyện của thời, cái tập nào cũng phải nước mắt ngắn ngắn, nước mắt dài như vậy thưa bạn. Mình chẳng muốn một chút nào, nhưng mà các bạn thấy đó, cuộc đời của chúng ta thì vốn dĩ nó không bao giờ giống như chúng ta mong chờ, phải không ạ? Và đâu đó trong mỗi cái bức tranh của một phận người thì lại không thể thoát khỏi những cái bài toán chia xa. Và cũng không có phải là quá là lấy làm lạ khi mà khá là nhiều những anh chị đi vào trong các lớp cấp độ 1, cấp độ 2 của các khóa quản trị cuộc sống và nhân số học của nhà Mây Quy đều đang ở trong một cái bước gọi là chênh vênh để chuẩn bị bước vào trong những cái cuộc ly hôn. Và với tư cách là một con người quan sát rất là nhiều thì Quỳnh Hương luôn nói với lại tất cả các bạn học viên đó rằng là chúng ta đến cuộc đời này không phải để lấy một con người rồi để mà ly hôn với người đó. Bởi vì đằng sau lưng một cái vụ ly hôn còn có rất là nhiều những cái hệ lụy, mà trong đó cái hệ lụy lớn nhất là những đứa con. Cái hệ lụy mà những đứa nhỏ nó phải chịu từ cái cảnh gọi là tan đàn xẻ nghé. Con nghé con này phải đi với lại con nghé con người cha, và con nghé kia phải đi với mẹ. Và vì cha và mẹ đều rất là bận rộn với những cái cuộc mưu sinh, hay là cái công việc, hay là cái công tác, hay là những cái gia đình mới. Và rất nhiều những em bé này đã phải sống một cách gọi là tạm bợ và chật vật với rất nhiều những cái gia đình khác nhau. Vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái sự trưởng thành của những em bé này? Và nếu mà nói sâu hơn về nghiệp và quả thì các anh chị đang gây ra rất nhiều nghiệp với cái sự quyết định rất là vô trách nhiệm của mình. Và nói về cái mặt bài thi của vũ trụ thì các anh chị đang thi rớt cái bài thi lớn nhất của cuộc đời mình, đó chính là mình phủ nhận một cách đầy thất bại với cái cuộc hôn nhân này. Bởi vì khi mà một con người đến với chúng ta không phải thông qua tình máu mủ giống như là cha mẹ hay là con cái, mà thông qua cái con đường hôn nhân, thì đó hẳn là đến để báo ơn hoặc là đến để đòi nợ. Vậy thì đối với những cái cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đó là người ta tìm đến nhau để gọi là trả nợ ơn nghĩa với nhau, thì cái điều này quá may mắn rồi, không nói nữa làm gì. Nhưng mà Quỳnh Hương thấy phải hơn 50% những cái cặp hôn nhân bây giờ gặp rất nhiều những cái trúc trắc trở ngại trong đời sống, đó là bởi vì những cái con nợ cũ đi đến để đòi nợ nhau. Vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta không hóa giải được cái bài thi chướng duyên này để trở về thành tình yêu thương, mà chúng ta cứ thấy đau ở đâu là cắt ở đó, đau ở đâu là chặt bỏ ở đó, rồi thì chúng ta có vượt qua được cái bài thi này từ phía vũ trụ hay không? Và khi mà chúng ta không vượt qua được bài thi khó này, khi mà giữa những con người đã từng là chồng là vợ của nhau, bây giờ lại coi nhau như kẻ thù, thì con cái của mình rồi sẽ sống như thế nào, rồi chúng nó sẽ lớn lên như thế nào khi chỉ được chọn một là cha và hai là mẹ? Vậy thì các bạn thử nhìn lại xem những cái mối quan hệ mà chia tay trong bất an, trong không hạnh phúc, trong hận thù như vậy, thì liệu các anh chị có tìm được cái tập sau hoặc là nửa chặng đời sau có an lạc và hạnh phúc hay không? Đó chính là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải quay lại và nhìn lại chính bản thân mình.
Chính vì vậy mà trong tất cả các cái chặng đường từ cái cấp độ 2 trở đi tới cấp độ 3 tới cấp độ 4 thì như là một nỗ lực không mệt mỏi của Quỳnh Hương cũng như tất cả các anh chị nhà Mê Quy, thì tụi mình đều nói là bằng mọi giá chúng ta phải làm cho cái mối hôn nhân tưởng chừng rạn nứt phải quay trở lại được, hoặc đã rạn nứt thì cũng phải làm cho nó lành trở lại được. Thì đó mới là lúc mà các anh chị đã vượt qua được cái bài thi rất là lớn này của cuộc đời. Chính vì vậy, để quay trở lại với một cái ví dụ cụ thể là cô bé này, cô bé mới có 22, 23 tuổi mà bạn ấy đã viết lại những cái dòng hết sức là chua xót với bản thân mình và đứa em trai đầy tội nghiệp của mình như vậy. Con trách ông trời tại sao lại bất công với gia đình con như vậy? Tại sao lại cứ đối xử với con như vậy? Con đau lắm, đau vô cùng. Con cứ mang suy nghĩ ấy trong lòng cho đến khi con lớn, con hiểu chuyện. Con chỉ mong rằng sau này con kiếm được thật nhiều tiền, thật nhiều để em trai, mẹ và gia đình không còn phải khổ như vậy nữa. Con cố gắng từng ngày từng ngày. Bên ngoài con là một cô gái mạnh mẽ, luôn tươi cười và hầu như chẳng bao giờ than phiền. Hầu như chẳng ai biết con có một cái quá khứ đầy đau buồn như vậy. Con cứ thế mà chịu đựng. Trái lại có những đêm một mình cứ nằm xuống là con lại khóc. Con quằn quại dằn xé tâm can, con nhớ em trai con. Con muốn có một gia đình bình thường như bao người khác. Không cần giàu sang, chỉ cần ở bên nhau là đủ mà sao khó quá như vậy. Những lúc như vậy con yếu đuối là thấy thương cho số phận mình. Dường như con người của con lúc ấy có hai con người đối lập và dằn xé tâm can của mình. Khi kinh tế gia đình đỡ hơn một chút, mẹ con có được công việc mới ổn định hơn, đỡ phải lo toan hơn, thì ông trời lại giáng xuống gia đình con một cú như là trời giáng. Mẹ con bị vỡ mạch máu não, sự sống lúc này chỉ còn trong gang tấc. Thời điểm này con chuẩn bị thi đại học, con không được ở gần mẹ, chỉ được ở nhà chờ đợi những cuộc điện thoại báo tin về. Trước khi vào phòng mổ, bác sĩ bảo sự sống và cái chết bây giờ của mẹ là 50-50. Gia đình hãy cứ chuẩn bị xe tang và ở nhà chuẩn bị trước vì căn bệnh này để sống được rất khó. Một là chết, hai là sống nhưng sẽ không bình thường, ba là trở thành một người thực vật. Lúc đấy mọi thứ và mọi niềm tin trong con sụp đổ, con thật sự bất lực. Tại sao khi gia đình con ổn hơn một chút thì ông trời lại giáng lên gia đình con như vậy? Con đã làm gì sai? Gia đình con, ông bà con, mẹ con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Những người hiền lành sao chỉ toàn nhận được những thứ đau thương như vậy? Tại sao người ta bảo ở hiền gặp lành thì tại sao ngoại trừ gia đình con là như vậy? Con cầu xin ông trời hãy cứu sống mẹ con đi. Con chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Và rồi ca mổ của mẹ con lại thành công ngoài mong đợi. Đó cũng chính là một ca hiếm có từ trước đến bây giờ. Ai cũng bảo đó là phước của gia đình. Mẹ con từ cõi chết trở về, con thầm cảm ơn, hóa ra là đúng ở hiền gặp lành thật. Cái ngày mẹ con trở về cũng là ngày con nhận thức, cũng là ngày con nhận được tin là con trượt đại học nguyện vọng 1. Ông trời cứ thử thách con đến hết lần này đến lượt khác. Gia đình con an ủi, mẹ con cũng không muốn con đi xa nhà. Nhưng mà với đức tính ương bướng và không chịu khuất phục, con muốn được tự do, con không muốn bị gò bó, con muốn được đi đây đi đó, con muốn kiếm được thật nhiều tiền, muốn tương lai của mình và gia đình mình khác đi. Con lại quyết tâm thi lại, ngày ngày sáng đi học tối về ôn thi, rồi thì mọi sự cố gắng của con cũng đã được đền đáp. Các bạn thấy có những cái mảnh đời mà chúng ta đọc xong thì chỉ biết thở dài, nhưng mà khi các bạn nhìn với cái lăng kính của nhà Phật thì khi lên tới cấp độ 3 thì tụi Quỳnh chia sẻ với các bạn khá là nhiều về năm cái tướng phước mà mỗi một con người của chúng ta sẽ có được hoặc là nhận lãnh ở trong cái đời này. Và chúng ta nhìn vào trong năm cái tướng phước đó và chúng ta đánh giá theo từng cái thang điểm, tự nhiên chúng ta vỡ ra rất là rõ là tại sao cuộc đời của chúng ta như vậy, rồi tại sao chúng ta lại mẻ chỗ này, tại sao là trời lại giáng chúng ta những điều như kia. Và khi mà chúng ta đã hiểu rõ như vậy rồi thì có lẽ lúc đó là lúc mà chúng ta không còn bất kỳ một cái oán giận nào nữa ha. Vậy thì Quỳnh chỉ mong là cả nhà mình khi mà các bạn chưa có điều kiện để học được tới những cái cấp độ cao hơn của nhà Mê Quy thì tối thiểu thông qua cái tập phát sóng này các bạn làm ơn hiểu là mọi cái diễn ra đều có lý do hết.
Và khi mà vũ trụ này đang dán cho chúng ta rất là nhiều nghịch cảnh, hẳn rằng trong rất nhiều đời kiếp trước ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Và đó là một cái quy luật, một trong những cái quy luật bất di bất dịch của vũ trụ này, đó là quy luật của động và phản của động. Có nghĩa là trong một cái lát cắt nào đó, đó chính là quy luật của nghiệp và quả, là nhân và quả. Cái quả mà chúng ta đang nhìn thấy ở đời này, đó chính là cái nhân mà chúng ta đã tạo tác từ rất rất là nhiều đời kiếp trước. Mà do chúng ta sinh ra đời này thì cái trí tuệ chúng ta chỉ biết được cái gì diễn ra trong đời này, thì chúng ta không nhìn thấy được những gì đã diễn ra ở đằng trước đó mà thôi. Không nhìn thấy không có nghĩa là nó đã không tồn tại. Chính vì vậy mà một trong những điều mà Quỳnh Hương hay khuyên tất cả các bạn học viên của nhà MQ là các bạn phải ngưng oán giận đối với bất kỳ điều gì xảy ra với cuộc đời mình. Và cái giây phút mà chúng ta biết ngưng oán giận, đó là lúc cuộc đời chúng ta bắt đầu thay đổi. Bởi vì chúng ta đã gọi là hoan hỷ chấp nhận mọi điều đến với cuộc đời mình, để rồi từ cái điểm gọi là cái xuất phát điểm quá thấp đó, chúng ta mới có đủ cái động lực mà chúng ta cắn răng, chúng ta rèn luyện từng ngày và chúng ta bước lên dần từng ngày, khỏi cái hố sâu của đau khổ, khỏi cái hố sâu của sự chia rẽ, khỏi cái hố sâu của những cái nỗi đau tột cùng mà có lẽ không ai giống ai cả. Xin được quay trở lại với lại câu chuyện của cô gái này ha. Con xa gia đình đi học được 3 năm thì con quen anh ấy, mối tình đầu cũng là chồng hiện tại của con bây giờ. Cô nói là ngày con nhận được tin là con có bầu thì con đã ngỡ ngàng ngơ ngác, con sợ, con thực sự chưa sẵn sàng bởi vì con còn phải đi học, con còn cả một cái tương lai dài phía trước. Một cô bé mới 22 tuổi làm sao có thể đảm đương được trọng trách lớn lao như vậy? Và rồi chính anh đã kéo con ra khỏi cái suy nghĩ xấu xa đấy, và cũng chính nhờ anh con đã nhận được ra rất nhiều điều. Nhờ anh mà con đã biết đến nhân số học, con biết đến cô Quỳnh Hương, rồi đến với cái lớp học này như một cái duyên vậy. Hóa ra tất cả mọi việc đều xảy ra do có nguyên do của nó. Một năm trước đây, con và anh hầu như ngày nào cũng xem clip của cô hết. Sao mà nó đúng quá vậy? Hóa ra những đau khổ mà từ trước đến bây giờ con chịu đựng, đó chính là những bài học mà vũ trụ gửi đến cho con. Bởi vì ngày sinh của con mang tính chất số 7, mọi người thấy rồi hen. Rồi sau đó con số của mất mát của những bài học khó mà từ trước đến bây giờ con không nhận ra. Con cứ uất hận, đổ lỗi và trách ông trời trớ trêu cuộc đời con như vậy. Vì trong ngày sinh của con thiếu mũi tên 4, 5, 6 mũi tên chỉ sự dễ uất giận. Các bạn nhìn vào trong cái biểu đồ ngày sinh gốc các bạn cũng nhìn thấy rồi ha. Cho đến khi con lấy chồng, con sinh con như hoàn toàn thay đổi, mọi người như không nhận ra con luôn. Con luôn lo lắng cho gia đình, cho chồng và cho con của mình. Con vừa đi học vừa chăm con. Nếu như ngày trước con là một người thích đi đây đó, các bạn nhìn thấy không? Cái biểu đồ ngày sinh gốc của cô ấy, cái trục mà 7, 8, 9 rất là dày. Một người có trục 7, 8, 9 là người là có chân đi á các bạn, thích đi đây đó lắm. Rồi sao nữa ạ? Nếu như trước đây con là một người thích đi đây đó, con thích được tự do, con thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, thì bây giờ tất cả mọi suy nghĩ, thời gian của con đều dành cho cái gia đình bé nhỏ của mình. Nhiều lúc con tự hỏi bản thân, đây có phải là mình nữa không? Mình của ngày trước đâu có như vậy. Nhân số học đã giúp con trả lời câu hỏi đấy. Vì con là con số 6, con số của yêu thương, con số của gia đình. Và chính cũng vì sự yêu thương ấy, dành hết tình thương cho gia đình, cho chồng, cho nên con tự làm khổ mình rất nhiều. À, ở đây là quay về cái con số chủ đạo là con số 6. Các bạn sẽ thấy là người có chủ đạo là số 6 có được một cái đặc tính là người của gia đình, yêu thương gia đình vô cùng, gắn bó với gia đình, chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên cũng là một con người rất là có vấn đề về mặt giữ năng lượng được ổn định, cho nên cái tâm trạng cứ trồi lên sụt xuống rất là nhiều. Vậy thì cô ấy đã hội tụ rất là nhiều những cái yếu tố để sống không có được bình an. Đầu tiên là con số chủ đạo, xong lại có cái ngày sinh là số 7, lại có cái mũi tên uất giận, lại có một con số 1 chỉ sự thiếu thốn tình cảm ha, lại nằm ở trong cái tư thế là ốc đảo cô độc nữa, thì thảo nào là cuộc đời cô ấy lại không nhiều những cái nỗi buồn khổ và trong cái phần đầu đời như vậy ha. Rồi vậy thì cô ấy nói là vậy.
con có trục hoạt động 7, 8, 9 cho nên lúc nào con cũng muốn đi đây đi đó, muốn được giao lưu, muốn được gặp gỡ. Nhưng lại vì con có con số chủ đạo là 6 cho nên con lại cứ suốt ngày đi học rồi về nấu nướng bếp núc dọn dẹp nhà cửa, làm như là có hai con người ở trong con người con vậy đó. Rồi lúc đó con chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhiều lúc con cứ cảm thấy mình thật là cô đơn, cô độc, cảm giác không ai hiểu mình. Và cái điều này là do tính chất của con số 1 nằm ở ốc đảo cô độc, các bạn nhớ ha. Và cũng thời gian này, việc làm ăn của chồng con không được mấy thuận lợi. Anh bị stress nên con và anh mâu thuẫn ngày một nhiều, không hiểu nhau. Và thực sự con không thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Rồi lại là tính chất của rất nhiều vấn đề nó nằm ở trong cái biểu đồ của cô này ha. Con làm cái gì thì cũng muốn tốt cho con của con và anh, cũng nghĩ đến anh hết. Nhưng mà thực sự anh không hiểu, con không hiểu sao bây giờ anh ấy lại như vậy. Bởi vì ngày trước anh là một con người rất hiền lành, không bao giờ nổi giận hay to tiếng. Những năm tháng đại học, anh thường lên chùa quét dọn, làm việc công quả. Anh bảo không hiểu sao ngày đấy anh rất thích làm những việc ấy. Anh tìm hiểu Phật giáo, anh tập khí công, anh ngồi thiền, anh học cảm xạ. Dường như anh chẳng bao giờ làm được những chuyện xấu. Anh bảo anh không làm được, hóa ra anh do anh có con số chủ đạo là con số 9. Mọi chuyện đến với anh rất thuận lợi và anh thành công khá sớm khi mới có 26, 27 tuổi thôi. Bởi vì anh như vậy cho nên con rất là nể và yêu anh. Con cứ nghĩ anh chính là món quà mà ông trời dành cho con, vì anh quan tâm, lo lắng và dạy cho con rất là nhiều điều. Nhưng không hiểu sao thời gian này anh và con lại như vậy. Con và anh cứ ngày một xa, và cái từ ly hôn cứ hiện lởn vởn ở trong đầu con. Rồi hàng đêm con lại khóc, con thương con của con, ly hôn rồi nó sẽ ra sao? Chắc vì con quá nhiều con số 8. Mọi người nhìn thấy tên của cô bé này, tức là trong ngày sinh của cô thì lại có đến hai con số 8, xong cái tên chính của cô lại cộng thêm cho cô 3 con số 8, thành 5 số 8. Rồi tới khi mà gắn cái họ và tên vào thì cô này đang có một con số kỷ lục là tới 7 con số 8 luôn. Quỳnh Hương hay nói con số 8 ở đâu là một kho vàng ngầm ở đó. Tuy nhiên cái kho vàng ngầm này nó lại mang một cái tác dụng công phá cực kỳ to lớn nếu như bạn không biết gọi là quay vào bên trong tự đào lấy cái kho vàng của mình và sử dụng. Nó có hai tính chất, các bạn nhớ rồi ha. Tính chất thứ nhất của con số 8 đó là trí tuệ bát nhã. Gần như là mình đã có những cái công lao tu luyện và thực hành rất là nhiều từ những cái đời kiếp trước tới đây. Để rồi khi tới đời này mà mình càng có nhiều số 8 á, thì mình lại càng có những cái khả năng mở được trí bát nhã, tức là cái sự thông tuệ của mình. Cái loại trí tuệ mà không phải thông qua chuyện học mà thông qua việc tu tập. Tức là mình càng ngày mình càng quay vào bên trong mình lắng tâm mình càng tỉnh bao nhiêu, mình càng kết nối mình được với cái phần tâm thức bao nhiêu, thì cái trí tuệ của mình, cái tuệ giác của mình ngày càng được mở mang là nhờ cái con số 8 này. Tuy nhiên nếu như những ai không ý thức về cái món quà to lớn này, thì việc bạn càng ôm nhiều con số 8 bao nhiêu thì cái khả năng bạn càng bức bối, bối rối, bức bí, khổ sở càng nhiều bấy nhiêu. Và thậm chí có rất là nhiều con người do không có biết khai thác cái tầng, các bạn nhìn thấy cái trục 258 của cô gái này rất là dày luôn. Quỳnh hay nói là đây là một cái tín hiệu của vũ trụ để chỉ là cái con người mình nó quá dày, cái phần nội tâm nó dày tới cái mức mà mình bị tắc nghẽn luôn. Thì việc mà mình cần làm đó chính là cần phải khơi thông cái trục tâm thức của mình bằng cách ngồi thiền, bằng cách đọc kinh, đọc kệ, bằng cách là sống tích cực và tăng tất cả các hoạt động mà gia tăng cái trục gọi là tâm thức của mình. Ví dụ như bạn phải tập yoga, tập khí công, vân vân, thì tự nhiên các bạn nhổ được hết tất cả cái sự tắc nghẽn trong cái trục 258 quá dày, và qua đó con người bạn trở nên thơ thới, yêu đời, hiểu chuyện và ngày càng thông tuệ hơn ha. Đó chính là hai cái mặt của một cái trục 258 quá dày, và trong đó thì có tới 7 con số 8 quá dày luôn. Vậy thì cô ấy đã tìm được cái câu trả lời cho cái sự gọi là ách tắc của mình, ách tắc về năng lượng, ách tắc về tất cả mình, thông qua cái lớp học cơ bản về nhân số học. Trong đó cô đã nhìn ra được cái trục 258 của mình. Rồi, vậy thì tiếp theo đó cô ấy nói rằng chắc vì con quá nhiều con số 8 cho nên con rất là bảo thủ, rất là cố chấp. Còn anh lại quá nhiều con số 1 cho nên cái tôi rất là cao. Lại thêm chuyện làm ăn đang đi xuống cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.
khóa học này thật ra là con định đăng ký cho anh đi học đấy chứ. Nhưng mà anh bảo với con là con mới là cái người cần đi học và người cần thay đổi là chính là con ấy chứ không phải anh ấy. Ok, Quỳnh nhớ hoài cái bữa hôm đó cô ngồi cô nói như vậy trong cái lớp cấp độ 2, trời tụi Quỳnh cười quá chừng luôn. Quỳnh nói đúng rồi, con phải là cái người đi học chứ. Bởi vì cái người mà cần hiểu chuyện hơn, cái người mà cần gọi là đẩy năng lượng của mình lên và cần phải hiểu mọi góc mọi điều triệt để hơn để sau đó bước qua khỏi tất cả những cái gọi là cái góc khuất của cuộc đời mình để bước ra ngoài ánh sáng, đó chính là con chứ gì nữa. Và Quỳnh nhớ là cô ấy đã cười một cách rạng rỡ mà nhìn dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, nhìn một cái cô gái trẻ như là một cái trái cây mới 19 đã trải qua quá nhiều những cái bầm dập của cuộc đời mà bây giờ cười một cái nụ cười hồn nhiên như là con nít á, một cái nụ cười rất là lạc quan và tràn đầy hy vọng sau một cái thời gian sống quá khổ rồi. Bây giờ lại nhìn thấy là tại sao mình lại như vậy và bây giờ lại tràn ngập cái quyết tâm là phải làm sao để được như vậy. Bạn thấy nó đầy một cái động lực cảm hứng luôn ha. Và tụi mình vui lây với cái niềm vui của cô gái trẻ này. Cô ấy nói rằng quả thật đúng vậy. Qua lớp học này con đã nhận được ra rất nhiều điều. Con và anh đã giải quyết được vấn đề của cả hai và đã hiểu nhau hơn. Thật sự cảm ơn nhân số học, cảm ơn cô Quỳnh Hương đã cho con thay đổi suy nghĩ cũng như là tháo gỡ được cái nút thắt của con trong suốt thời gian vừa qua. Tuy rằng con chưa đi đến được đỉnh cao đầu tiên. Đỉnh cao đầu tiên của cô gái này là bao nhiêu? Các bạn sẽ nhìn thấy là mãi đến năm 30 tuổi thì em ấy mới chạm đỉnh cao đầu tiên là mang tính chất số 6 em. Và trong khi năm nay thì cô ấy mới có 23 tuổi, chuẩn bị lên 24 tuổi mà thôi. Vậy thì bạn sẽ nói rằng tuy rằng con chưa đến đỉnh cao đầu tiên nhưng mà đây là năm cá nhân thứ hai của con. Lúc em ấy viết cái bài review này là lúc mà em ấy vẫn còn đang ở trong năm cá nhân thứ hai. Tuy nhiên cái thời điểm này khi mà chương trình lên sóng thì rõ ràng là đã qua năm cá nhân thứ ba rồi ha. Cô ấy đã qua năm thứ ba là năm của sự mở mang thêm năng lực của mình qua sự học. Vậy thì bạn nói từ năm cá nhân thứ hai của mình, con đã tìm được đến với lớp nhân số học, tìm được và hiểu mình qua nhân số học và quản trị năng lượng. Con không còn oán trách cuộc đời của mình sao lại như vậy nữa. Con cảm ơn những bài học mà vũ trụ đã mang đến để cho con trưởng thành hơn, để cho con biết tìm về với nhân số học. Có thể nói con biết đến nhân số học sớm hơn rất là nhiều người khác. Đúng vậy, các bạn thấy như Quỳnh Hương đi, Quỳnh Hương biết đến nhân số học phải là năm 45, cuối năm 45, đầu 46 tuổi mới được biết. Có nghĩa là đã bầm dập hết trơn và đã bắt đầu chạm vô tính năm cá nhân số 9 của đỉnh cao thứ 3 thì Quỳnh Hương mới biết được tới nhân số học, là bầm dập hết thiếu điều và gần hơn nửa cuộc đời rồi. Trong khi em ấy mới có 23 tuổi, mới bắt đầu qua 24 là đã biết quá sớm rồi. Cho nên bạn ấy nói rằng con biết đến nhân số học sớm hơn rất nhiều người khác. Cố gắng thiền nè, cố gắng đẩy năng lượng tích cực nè, rồi học cách biết ơn nè. Và như vậy con sẽ nhổ bớt đi những con số 9. Cô có tới 4 con số 9 nè, rất là khó tính, rất là cầu toàn. Rồi rất nhiều những con số 8 dư thừa trong biểu đồ ngày sinh, để con cảm thấy bình yên và nhẹ lòng hơn. Mong rằng con sẽ cùng cô và nhà Mê Quy đi những chặng đường tiếp theo và lan tỏa yêu thương đến mọi người nhiều hơn nữa. Khi tập này lên sóng, cô ấy đã học xong cái lớp cấp độ 2 rồi và hiện giờ cô ấy đang miên mật thực hành tất cả những cái điều gì mà nhà Mê Quy đã gọi là kê đơn để cho cô ấy có thể nhổ được 7 con số 8 ra khỏi cái cuộc đời cô ấy và 4 con số 9 để làm cho mọi cái nó tròn đầy hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn nhìn thấy trong cái biểu đồ tổng hợp, cái biểu đồ ở bên tay phải cùng, nó đang trống đúng con số 3. Con số 3 này là con số của sự học. Cho nên khi mà cô ấy rốt cuộc thông qua đau khổ rồi thông qua bế tắc, cô ấy đã tìm đến học với lớp nhân số học ngay trong năm thứ 2 và bây giờ là năm thứ 3, thì cô ấy đã điền được vô cái con số 3 còn thiếu. Và vì vậy cái sự học này đã làm cho cô, đã, đang và sẽ tiếp tục làm cho cô hoàn thiện cuộc đời mình để bước ra khỏi tất cả những bế tắc rối rắm và xây dựng lại một cái vận mệnh mới cho mình theo cái cách mà mình mong ước. Các bạn thấy tuyệt vời không? Và đó là một trong những điều mà tại sao Quỳnh Hương cũng như nhà Mê Quy cực kỳ yêu mến nhân số học. Tất cả các thể loại của nhân số học nó đều cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được thông qua cái gọi là
sự nhận thức của mình, sự cố gắng của mình và cả quyết tâm của mình nữa. Vì vậy, Quỳnh Hương xin được gửi niềm lành đến cho cô gái trẻ này, cả chồng của con và cả em bé con của con nữa. Và cô tin chắc rằng chỉ cần con giữ được cái năng lượng này, con giữ được cái sự biểu chuyện này và con giữ được cái sự cố gắng miên mật thực hành tất cả những gì mà nhà Mê Quy đang đưa ra, chắc chắn con sẽ gặt hái được một cái bức tranh rất là tốt đẹp về tương lai như là con mong ước. Cô gửi niềm lành cho con và xin được gửi niềm lành cho tất cả những ai hữu duyên xem qua video clip này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo, trong các số phát sóng tiếp theo của Góc nhìn cuộc sống và nhân số học. Quỳnh Hương xin được thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn. Để được cập nhật những video mới nhất của Quỳnh Hương trên YouTube, bạn hãy bấm subscribe, theo dõi, sau đó nhấp vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo bạn nhé.